Giang. Phượt. Chưa. Đúng rồi. Phượt. Chưa. Một là ở. À, chưa. Very good. Chưa. À, chưa. Nhiều cái răng là chi. 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 Thổi gió bằng lưỡi, không thổi gió bằng môi nhé. Chi. Chi. Đúng rồi. Đó là thổi gió bằng lưỡi nhé. Bây giờ mình thổi gió bằng lưỡi thôi, mình không có đọc bất cứ cái âm nào khác. Chi. Chi. Đúng rồi. 1, 2, 3. Very good. 1, 2, 3. Hả? Nhưng mà Phát làm được rồi đó. Phát bây giờ là làm được rồi. Phát đâu còn sợ nữa đâu. Phát làm được. Nên là mình cố gắng một chút xíu là nó sẽ ổn. Từ từ nha. Ok. Rồi Phát đang có cái... rồi, ở đây.